Dự án khu căn hộ Santo Residence nằm trong khu đô thị phố Đông Village. Dự án tọa lạc trên trục đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, tiếp giáp với tuyến đường vành đai hai hướng về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thuận tiện di chuyển về khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu dân cư Cát Lái. Santo Residence có quy mô 3 block căn hộ thiết kế diện tích đa dạng cùng tiện ích hiện hữu hoàn thiện, được thừa hưởng những hệ thống giáo dục như trường mầm non, trường tiểu học với diện tích lên đến 19.000 m², chuỗi tiện ích giải trí cho cộng đồng cư dân như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, công viên ven sông, sân tennis, phòng gym, trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Dự án căn hộ Santo dự kiến mở bán ra thị trường vào tháng 6 năm 2022, hoàn thành thi công và bàn giao vào năm 2024.